Hiện tại Ba Mai Cồ đang đứng đây là ngã ba đường Đề Thám với đường Phạm Ngũ Lão nè bà con. Bên tay trái bà con bắt đó là sân khấu Sen Hồng á. Ở dưới có một cái tòa nhà dưới lòng đất, bán cái giống như một cái trung tâm thương mại đó, bán quần áo với là bán thức ăn. Đây là đường Đề Thám nè. Rồi giờ mời bà con cô bác lên xe ha, để cùng với Ba Mai Cồ đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Khách Tây đi du lịch rồi bà con, họ đặt xe. Đây, chùa An Lạc. Tầm giờ này là bắt đầu mọi người ra đây để ngồi họ ăn uống, họ ăn sáng, uống cà phê. Xin thưa bà con bác, một trung bình một món ăn ở đây Ba Mai Cồ thấy có giá là khoảng 69.000 cho đến 85.000. 69 mà chia đôi ra là khoảng tầm $3 ha, $3, 85 là khoảng $3.50, nói chung là khoảng $3-4 là bà con bác có một bữa ăn sáng rồi. Quá rẻ bà con bác ha. Các cô chú anh chị và các bạn nước ngoài mà về Việt Nam đi du lịch mà ghé tới Sài Gòn mà khu vui chơi mà với giá trời đô 25.050 rồi bà con. Ở đây có một cái quầy lẩu quầy tệ hả? Wow. Xin thưa bà con bác, đô bây giờ lên tới 25.000 rồi. Ghê vậy, 25.050. Ghê ha. Vậy là hôm nay không biết người dân người ta có đổ ra ngoài tầm này mới nè. Đây là bên đây là khách sạn nghỉ ngơi nha bà con. Mấy hẻm bên đây là hotel 24/24. Lúa Đại Việt ở đây. Công nhận cái chữ cái công ty gì mà Đại Việt đây bây giờ là ở khu phố Tây Bùi Viện này là đang nắm chùm luôn bà con. Nhà hàng thức ăn, quán ăn, phục vụ đủ loại luôn, Tây ta, Âu, Tàu gì có đủ hết. Hotel, phòng cho thuê nè, gian nè, nhà hàng Ấn Độ có luôn nè bà con bác thấy không? Ở Ba Mai Cồ nhìn lướt qua bà con, Ba Mai Cồ thấy cứ món ăn là khoảng 85.000. Gà chiên, bánh bao, hủ tiếu xào, trứng. Thậm chí ra đây cho thuê xe luôn. Muốn thì có thể thuê xe chạy vòng vòng Sài Gòn luôn. Xe mới tinh luôn. Alex. Có nhiều công ty dịch vụ đổi đô, nhưng mà Ba Mai Cồ thấy không ai đổi đây, ta tự nhiên cứ khoái tập trung về chợ Bến Thành. Ở đó đây là không có con đường đâu nha bà con. Xin thưa bà con bác, hồi xưa ở đây không có đường đâu, ở đây là ngã ba, bây giờ sau này ở đây hồi xưa là ga Quả Sa nè, qua Quả Sa Sài Gòn, ga Sài Gòn đi, gọi ngắn gọn. Sau khi mà giờ cái ga Sài Gòn này đi, ở đây là cái chợ trời nè bà con. Ngay tại khúc này khoảng năm 85 hả? 85 là có chợ trời rồi, đúng không ta? 85, 86 là ở đây là cái chợ trời rồi bà con. Giờ đó Ba Mai Cồ từng chứng kiến đó, xin thưa bà con bác, Ba Mai Cồ từng ở tại đây, Ba Mai Cồ chứng kiến cảnh móc túi. Hồi đó Sài Gòn mình móc túi với rạch vỏ là như cơm bữa, mà ngay khu chợ trời đó nguy hiểm lắm. Dùng dao lam rạch túi một cái là mất sạch tiền đó nha bà con. Đó, lần đầu tiên em đời Ba Mai Cồ thấy được cái cảnh móc túi là ngay chỗ chợ trời đó. Còn khu này hồi xưa bán xe nè, mấy cái ngõ, mấy cái cọc cây đèn xanh đèn đỏ này hồi xưa dựng xe đạp đây, cũng thập niên 80 luôn. Ở đây bán xe đạp, cái góc bên đây là bán xe đạp, mà gọi là ai mà ăn cướp xe đạp hay là ăn trộm xe đạp ở đây mà đây thanh lý nè. Còn bên đây khu Gia Long này là bán xe gắn máy. À, đường này đường Lý Tự Trọng nè, khu này khu Gia Long. À, ở đây là bán xe gắn máy, mà bên kia là bán xe đạp cho bà con. Mà không phải xe đạp mới đâu, xe đạp ăn cắp ăn trộm mới, xe đạp cũ để dọc hết nguyên vòng ngay vòng xoay á. Bên đây là có cái nhà thuốc Cự Thức nè, ơi có cái ông Cự Thức nè bà con. À, bà con cô bác còn nhớ ông này không? Cái tấm bảng là mới sơn lại đẹp ra. Còn bên tay trái này là rạp Long Phụng. Xe điện VinFast này bà con. À, xe không có động cơ. Nhưng mà chở được chắc có được cả hai người. Ở Việt Nam mình bây giờ đi xe điện cũng tốt, nhưng mà cái khó khăn là không có chỗ sạc điện. Ba Mai Cồ cũng muốn mua xe điện nhưng mà thật sự là khó khăn quá. À, đi về cái sạc điện không biết làm sao, mà tự nhiên lại mua xong cái tốn tiền đi ngồi đi chạy xe ra sạc điện nữa, cho nên thôi đi mấy xăng nó chạy ra gần nhà đổ xăng cho nó nhanh gọn lại á. Nhiều người nói là đi xe điện tiết kiệm nhiều hơn lắm. Ồ, Bảo Hiên Rồng Vàng nè bà con. Xin thưa bà con bác, Bảo Hiên Rồng Vàng này bán. Ba Mai Cồ nhìn vô cái lồng kiến mà Mai Cồ thấy bây giờ có loại bánh mà bà con biết cái bánh mà hồi xưa mình gọi là bánh tay cùi không bà con? Bà con có phát có biết cái loại bánh đó không? Ăn lên lặng nhách đó. Đó, sáng uống ly cà phê sữa mà chấm bánh đó ăn cũng ngon lắm. Ba Mai Cồ như cái bánh đó là bánh tên gì Ba Mai Cồ không biết cách gọi, nhưng mà hình như Ba Mai Cồ nhớ đó, Ba Mai Cồ là bánh tay cùi á. Bảo Hiên Rồng Vàng còn bán đó bà con. Ba Mai Cồ nhìn vô cái tủ Ba Mai Cồ thấy á. Nhiều kính nè. Ngày nào chúng ta cũng đi dạo Sài Gòn. Hôm nay mình đi đâu chơi ta? Kia là đường Nguyễn Trung Trực. Bên đây phải này là hồi xưa là Thư viện Quốc gia, à, bây giờ là Thư viện Khoa học Tổng hợp. Xin thưa bà con cô bác, trước năm 75 là Thư viện Quốc gia, nhưng mà đến năm 1978 á, là đổi tên là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Đường này đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ôi trời đất ơi, nó bắt mình vẹo luôn rồi. Ê da. Bên tay trái này Vinh Gia Long nè. À, hồi xưa đó, nó còn có tên gọi là Tòa Thượng Thẩm á, nơi đó là nơi chính ông thẩm phán làm việc ở đó. Rồi đường này đường Lê Thánh Tôn. Bên đây là hồi xưa là Thương xá Tam Đa, Kistan Palace á. đây. Đó cái cổng cái Tamalot này. Rồi bên đây là hồi xưa có nhà hàng Thanh Thế nè mọi người. À, nhà hàng Thanh Thế, nhà hàng Kim Sơn, vũ trường Bồng Lai. À, con đường này là đường Lưu Văn Lang nè. Đường Lưu Văn Lang này hồi đó nó là đường Tạ Thu Thâu. Đó, hồi xưa dọc đây buổi sáng này là bà con bác thấy người ta ngồi ăn sáng uống cà phê. Con đường này là đường hồi đó nó là đường Tạ Thu Thâu. Ông Tạ Thu Thâu này cũng là một cái nhà gọi là nhà trí thức yêu nước đó nha bà con. Nhưng mà số của ông thì nói chung là biết nói sao ta, nói chung là ông Tạ Thu Thâu này là ông là một nhà yêu nước, nhưng mà ông bị ám sát chết hả? Ông bị ám sát chết năm 1945. Mà nói chung là bị ám sát thì đâu biết ai giết mình đâu. Rồi sau này tên của ông cũng được đặt tên đường ở đây. Thời ông Diệm là được đặt ở đây rồi, đặt tên đường ở đây. Rồi sau năm 75 thì con đường này được đổi tên lại là đường Lưu Văn Lang. Ồ, ông Lưu Văn Lang này là ông giỏi lắm nha bà con. Đó, ông Lưu Văn Lang này là hình như là ông là gốc ở dưới Đồng Tháp á. Bây giờ mình gọi là thành phố Sa Đéc á bà con. Hôm Chủ nhật vừa rồi ba mẹ còn mới về thành phố Sa Đéc á. Đây công ty vàng nhiều quá. Bà con cô bác biết không, ông Lưu Văn Lang này rất là giỏi nha. Ba mẹ còn không nhớ ông sinh năm nhiêu, hình như là ông sinh năm 1880. Rồi đây, đây là đường Thủ Khoa Hưng. Rồi, giờ bắt đầu mình đi tiếp nha bà con. Và mình còn đang đứng đây là cửa Bắc chợ Bến Thành nè. Ngay góc ngã ba Thủ Khoa Hưng. Bên tay phải này xin thưa bà con bác quá trời tiệm vàng luôn. Trung tâm Kim Hoàng, tiệm vàng Xuân Hưng, Aribank cũng bán vàng luôn. Trung tâm vàng bạc Phá Lý Bến Thành. Cái khu vực này là bán vàng quá trời vàng. Hồi đó trước năm 1975 ở nơi đây bà con, bên tay phải ba mẹ cậu đang đứng nè, cũng là bán vàng cũng nhiều lắm. Có hai cái tiệm vàng lá nổi tiếng ở đây, ngay tại đây luôn là chỗ ba mẹ cậu đang đứng luôn nè. Nguyễn Thế Năng với Nguyễn Thế Tài bán vàng lá. Rồi con đường này đường Phan Chu Trinh. Rồi cửa Tây chợ Bến Thành. Ôi, chuyện lạ. Xin thưa bà có quá chuyện lạ. Sạch bách luôn, không ai mua. Trời ơi, trời. Xin thưa bà con có quá. Một bên tập trung đông, một bên không có ai mua vô luôn. Trời ơi, chuyện lạ đã xảy ra ở chợ Bến Thành. Cái tiệm xin thưa bà con cô bác, Mai Dân với Hà Tâm này là coi như là một bên là đông nghẹt luôn á, mà hôm nay là sạch bách không có một người luôn. Đó. Nhắc cái tình hình thị trường vàng mới nhớ. Xin thưa với bà con cô bác, coi như là hôm nay là coi như là ngân hàng nhà nước á, là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, là bắt đầu chính thức là chuẩn bị, đang có những cái bước đầu khởi động để đấu thầu vàng miếng SJC đó bà con. Kể từ 11 năm rồi. 11 năm rồi, đây là lần tiếp theo là bắt đầu đấu thầu vàng đây nè bà con. Đợt trước á, như là năm 2013 đó là như là ba mẹ còn nhớ, lúc đó là đấu thầu rồi được tới 70 tấn vàng á, mà lần này là không biết đấu thầu bao nhiêu. Mà khi mà nhà nước tung ra cái vàng miếng SJC, tung ra để tăng cái lực cung lên á, để đáp ứng nhu cầu của người dân á, thì xin thưa với bà con cô bác, không biết là giá vàng nó có kiểu kéo hạ lại xuống hay không. Mà nếu mà giá vàng mà nó kéo hạ xuống một cái là người dân khóc ròng luôn nha bà con. Bà con cô bác thử tưởng tượng đây, bây giờ mà cái giá vàng bây giờ vàng nhẫn vàng đồ đó, nó khoảng 7 mấy triệu à, 6 mấy 7 mấy gì đó. Tính ra nếu mà so với giá vàng thế giới bây giờ đó, là Ba Mai Cồ nhớ như là khoảng 72 73 triệu gì đó. Mà bây giờ đó, có thời điểm mà con bác biết không, vàng SJC trong nước mà coi như là chênh lệch với thế giới là gần 19 20 triệu đó. Mà bây giờ hiện tại bây giờ là nó cũng đã chênh nhau mười mấy triệu rồi. Thì bà con cô bác thử tưởng tượng ha, nếu mà nhà nước mà sau khi mà đấu thầu xong mà tung ứng vàng ra thị trường đó, đó thì nó sẽ kéo sát bằng với giá của thế giới. Mà nếu mà kéo sát bằng giá thế giới thì xin thưa bà con bác, mình sẽ né được cái vấn đề buôn lậu vàng nha bà con. Bây giờ buôn lậu vàng nó tinh vi lắm bà con. Mà nếu mà nhà nước mà coi như là kéo giảm bằng sát cái giá thị trường thế giới thì sẽ diệt luôn cái phần mà nhập khẩu vàng. Tại vì sao? Nó không có sự chênh lệch nhau thì nhập về chi? Lỗ. Mà nếu mà kéo sát về thị trường thế giới là bắt đầu là hàng loạt người dân khóc nữa trời ơi. Nhất là những ai mà mua đỉnh đó bà con. Mua cái thời kỳ mà 8 mấy, 83 hay 85 gì đó, không biết lúc đó có thời điểm nào. Tại vì nói chung Ba Mai Cồ không có vàng, cho nên Ba Mai Cồ cũng không để ý cái chuyện mà giá vàng nó bao nhiêu đó. Nhưng mà nếu mà mua từ 8 mấy mà bây giờ nhà nước cung ứng vàng ra mà kéo giá vàng SJC về lại bằng với thế giới thì xin thưa với bà con cô bác, đây là một cái sự kiện mà coi như là gây sốc luôn đó nha bà con. Gây sốc cho những cái giới mà coi như là đầu tư vàng. Con đường này là Ba Mai Cồ đang đi, là đường này là đường Trương Định nè bà con. Xin thưa với bà con cô bác, đường Trương Định này là đường Trương Định này là đường hồi xưa nó là đường Đoàn Thị Điểm đó bà con. Đường này là đường Đoàn Thị Điểm nè. Quá trời kẹt xe. Con đường này hồi xưa là đường biệt thự nè. Bên tay phải này là nơi ở của ông Westmoreland nè. Đây cái căn biệt thự bên tay phải Ba Mai Cồ đây hồi xưa là của vợ chồng ông bà Ung Thi á. Nguyễn Thị Diệu này hồi xưa là Trương Minh Ký. Vậy là đúng rồi, Nguyễn Thị Diệu này hồi xưa là Trương Minh Ký. Hồi xưa bên tay phải Ba Mai Cồ đây là Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ nè. Rồi Nguyễn Đình Chiểu này là hồi đó nó là đường gì ta, đường Phan Đình Phùng. Hồi xưa cái tòa nhà đó là cũng là của quân đội Mỹ đóng quân đó đó mà. Khu vực này hồi xưa là rào chắn dữ lắm. Khu vực này là khu vực của quân đội Mỹ đóng. Chúng ta đang đi trên con đường Đoàn Thị Điểm năm xưa. Bên tay phải này là nhà của ông kiến trúc sư nổi tiếng đó bà con, đạt cái giải mà Khôi Nguyên La Mã đó. Tên gì mà mình còn quên rồi. Bà con cô bác nào ai có biết thì xin nhắc giúp bà con rồi. Rồi con đường này đường Ngô Thời Nhiệm nè, bên tay phải có cái trường đỏ đỏ nè bà con. Trường này hồi xưa là trường Pháp. Nó cùng với lại nó cùng hệ với lại bên trường College đó bà con. Mà trường này tên là trường gì tiếng Pháp mà mình còn không biết đọc, bà con bác nào có biết đọc xin comment nhắn chỉ tao về rồi á. Đây bị bắt rồi. Đó, rồi đây là trường này là trường Gia Long nè bà. Đó, nữ sinh Gia Long á. Bây giờ là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Trường này hồi đó giỏi lắm nha bà con, nữ sinh Gia Long. Trường này á, là vào cái thời xa xưa lúc mà mới thành lập đó bà con. À, khi mà cái trường này mới thành lập đó, là nữ sinh là bắt buộc là mặc áo dài màu tím nha bà con. À, áo dài tím, nữ sinh áo tím á. Rồi sau này mới đổi lại là mặc áo dài trắng. Chứ thời gian ban đầu mới vừa thành lập trường là nữ sinh áo tím. Tại vì cho giống ở ngoài miền, ở ngoài Huế bà con. Áo tím mộng mơ. Đường này đường Tú Sương nè. Bên tay trái có trường Hoa Mai nè bà con. À, cái trường Hoa Mai này á, là cái căn biệt thự này hồi xưa là của gia đình ông Võ Văn Kiệt đó bà con. Ở tầng ở đó. Sau này ông ra ngoài Trung ương ông làm việc thì cái căn nhà này ông giao lại cho nhà nước và mở cái trường dạy các em thiếu nhi. Cuộc đời của ông Võ Văn Kiệt gắn liền với những cái việc làm đầu tư cho thiếu nhi nhiều lắm bà con. Giống như là Thương Xã Tắc sau năm 75 có thời gian bỏ phế, rồi sau này cũng chính nhờ ông Võ Văn Kiệt mà thành lập ra cái cửa hàng thiếu nhi á. Đây là Thiên Khôi, hồi xưa đây là quán cà phê gì nè, Ân Nam ha. Ân Nam. Bên tay trái Ba Mai Cồ đây là không biết. Ở đây thấy toàn là cấm tụ tập quay phim chụp ảnh. Chắc là cơ quan gì dữ dằn lắm à. Thấy đây nguyên con đường hai bên là đều là cấm chụp hình, quay phim chụp ảnh không mà bà con. Rồi đường này đường Lý Chính Thắng đó bà con, hồi xưa đây là đường Yên Đỗ. Hồi đó con đường Đoàn Thị Điểm tới đây là hết rồi nè bà con. Tới đây là ngã ba Kỳ Đồng. Hồi đó bên không có con đường bự dữ vậy đâu, mà đó là những là cái khu hẻm để đi ra cái con kênh Du Lộc thôi. Đường phố Sài Gòn giờ Ba Mai Cồ chạy, Ba Mai Cồ sợ quá. Xe nó có lủi tới mà mình cứ chạy mà nó có lủi nhích từ tới là mình sợ hay chết điếng luôn á. À, khu này nè. Đó, hồi xưa là cái khúc bên đây là khu nhà lá ổ chuột không á, xóm nghèo lao động bình dân. Trường này trường tiểu học Kỳ Đồng nè. Bên kia là đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của tu viện Sài Gòn. Mình thường hay gọi Ba Mai Cồ hay gọi đây là nhà thờ Kỳ Đồng. À, đây là giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đó bà con. Cái tên chính thức là giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhưng mà người dân người ta thường hay gọi ngắn gọn là nhà thờ Kỳ Đồng. Rồi bên đây là tỉnh Dòng rồi các bạn, tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, tu viện Sài Gòn. các bé nè, học sinh chắc đi bơi, đi bơi nè bà con, ghé qua cái hồ bơi Kỳ Đồng kế bên nè. Đó. Hồ bơi Kỳ Đồng này Ba Mai Cồ cũng bơi rồi nè. Chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Thông. Con đường này là con đường đặt bùng binh nè bà con. Đây, xin bà con bác, ở đây là ga Sài Gòn. Chúng ta đang đi trên trong ga Sài Gòn. Ga này người ta hồi xưa ta gọi là ga Hòa Hưng. Sau này dời cái ga Sài Gòn về đây nè. Sau năm 75 ga này là không có vận chuyển hành khách nha bà con. Ga này sau năm 75 là chỉ có vận chuyển hàng hóa thôi. Còn vận chuyển hành khách đó là bắt đầu là phải từ ga Bình Triệu nha bà con. Ga Bình Triệu là bắt đầu mới vận chuyển hành khách. Còn ga đây là chỉ là dùng để phục vụ là vận chuyển hàng hóa. Ba Mai Cồ cũng không biết tại sao nữa. Rồi sau này bắt đầu cái mấy giờ về đây bắt đầu giờ ga Sài Gòn kêu lên. Rồi ga Sài Gòn bắt đầu ở đây bắt đầu mới dựng hành khách nè. Từ năm nào Ba Mai Cồ cũng nhớ. Chứ hồi đó sau năm 75 là ga này chỉ có nhận chuyện vận chuyển hàng hóa thôi. Các cô chú anh chị không, chú là chắc không có được rồi. Các cô mà sau năm 75 á, mà có dịp mà đi ra miền Bắc á, thì hồi đó là đi tàu, thì các cô sẽ nhớ là mình đâu có đi từ ga này đâu phải không? Bắt đầu là đi từ ga Bình Triệu để đi ra Bắc. Rồi đến năm nào á, năm nào bắt đầu cái ga Hòa Hưng này mới mở rồi đón khách lại nè, không nhớ. Cái đường này là đường rầy xe lửa nè bà con. Hồi xưa con đường này là đường tàu nè, đi từ ga Sài Gòn lên đây, lên ga Hòa Hưng là cái đường tàu xe lửa, rồi đi con đường này. Con đường này thì bây giờ nó là con đường Nguyễn Phúc Nguyên. Con đường này người ta còn gọi tên nó là con đường đường gì ta? Con đường này người ta còn gọi nó là có con đường gốm sứ á bà. Bà con bác để ý đi, hai bên đường bán gốm sứ, chén, gạch men, rồi chén đá, chén kiểu. Đó, gốm sứ nhiều lắm. Cho nên con đường này người ta gọi là con đường gốm sứ. Chứ hồi đó là nó là chỉ là cái đường rầy tàu xe lửa chạy thôi. Chà đé bà con, đờ e đe sách đé. Cái này là ở ngoài Quảng Nam nè. Chà đé. Rồi đây là công trường dân chủ nè. Hồi xưa ở đây là đồi Mã Ngụy đó bà con. Nơi đây là cái nơi mà mồ chôn tập thể. Ngay tại đây luôn nè, nguyên cái vùng đất này đây, mồ chôn tập thể. Mình nghe nói mấy ngàn người á. Bên tay phải này hồi xưa đó là cái gì á? Quân vụ thị trấn rồi bà con. Quân vụ thị trấn bên tay phải Ba Mai Cồ. Rồi bên tay trái của Ba Mai Cồ đây hồi xưa đó là Lục Quân Công Xưởng. Sau này Lục Quân Công Xưởng mới dời lên trên Gò Vấp đó bà con. Chứ ở đó đây là Lục Quân Công Xưởng nè. Rồi bên tay phải đây là cái gì ta? Này cái gì mới nói quên rồi. Quân vụ thị trấn. Nếu mà nhìn từ trên không ảnh ở đây có hai cái dãy nhà dài ở đây bên tay phải. Trong quân vụ thị trấn này có trại giam nha bà con. Hồi đó bà con cô bác còn nhớ không? Trước năm 75 á, những thanh niên nào mà đi và bị bắt lính á là đều được đưa về quân vụ thị trấn này hết, giam trong đó. Giam trong đó một ngày hay 2 ngày 3 ngày gì đó không biết. Đi trên đường hồi đó, hồi đó là thời chiến, mà những thanh niên trong độ tuổi quân dịch đó bà con, mà không có đi đăng lính đó, là đi ngoài đường mà bị cảnh sát này là một nè, hai là quân cảnh nè. Thường quân cảnh ít bắt lắm, đa phần là cảnh sát, nhưng mà đi trên đường thì cũng bị khám xét giấy tờ hỏi để bắt đi quân dịch thì cũng có. Nhưng mà đa số phần đó là bị khám xét nhà ban đêm nha bà con. Khi mà khám xét nhà ban đêm á, thì thường hai nó lực lượng đó là lực lượng hỗn hợp, là gồm có cảnh sát với lại quân cảnh nữa. Đó, khi mà đi ban đêm đi khám xét nhà thường hay là lực lượng hỗn hợp. Tại vì nếu mà khám xét mà gặp lính á, thì quân cảnh khám, còn mà dân sự á, thì cảnh sát khám. Thường là đó trước năm 75 bà con có thấy có một cái lực lượng hỗn hợp thường phối hợp nhau mà làm, giống như là những cái chốt kiểm soát vậy bà con. Những cái chốt kiểm soát thường hay có lực lượng hỗn hợp như là quân cảnh của Mỹ nè, quân cảnh Việt Nam Cộng Hòa nè, lực lượng cảnh sát nè. Đó, bên đây là hồi xưa là Đại học Kinh Thương nè. Rồi bên tay phải đây là Học viện Quốc gia Hành Chánh. Bây giờ nó đổi tên lại là Học viện Hành Chánh Quốc gia. Bây giờ là Học viện Hành Chánh Quốc gia. Trước năm 75 là Học viện Quốc gia Hành Chánh. Giáo sư hồi đó là viện trưởng á, có một thời gian là giáo sư Nguyễn Văn Bông. Giáo sư Nguyễn Văn Bông này có một thời gian là đến thời mà như năm 1971 bà con, là được ông Nguyễn Văn Thiệu là tính mời về làm thủ tướng á. Bên kia là chùa Phước Hải của sư bà Tịnh Nguyện. Bên đây là khách sạn Kỳ Hòa nè mọi người. Nơi đây hồi xưa là nơi mà làm việc của Ủy ban Liên hiệp bốn bên, là khách sạn Kỳ Hòa này đây. Rồi bên kia là nhà hát Hòa Bình. Nhà hát Hòa Bình được xây dựng vào năm 1985 trên mảnh đất của Viện Hóa Đạo năm xưa. Nhà hát Hòa Bình. Hồi xưa trong cái Viện Hóa Đạo này có một cái trường đại học đó bà con, đó là Đại học Phương Nam. Có một cái cô nhi viện Quách Thị Trang nữa. Rồi có một cái võ đường nữa, võ đường Du Đạo Quang Trung cũng ở trong đây nữa nè bà con. Bên kia là đường Trần Minh Quyền, hồi xưa là đường Trần Văn Văn. Xin thưa bà con cô bác, xe chạy kiểu này làm sao mà đi. Đó, chiếc xe này đến hàng 3 luôn. Đó, đi đây luôn à. xe cứu thương đứng nhá. Đó, đó bà con có thấy không? Xe mà chạy ba hàng luôn á, bà con có thấy không? Xe cứu thương rồi chỉ đứng nó hú gòi thôi, đứng ngắt luôn chứ biết đường nào. Đó, đó xe chạy ba hàng thì xe cứu thương nó né đường nào. Ui, sợ quá. Bên tay phải này nè, hồi xưa là cái cô nhi viện nó nằm bên tay phải Ba Mai Cồ đây nè bà con. À, cô nhi viện Quách Thị Trang hồi xưa nằm bên đây. Và lẽ dĩ nhiên con đường này hồi xưa là không có nè. Bên đây là doanh trại quân đội. Giờ mình né tạm đường này cho nên giờ mình ra đường này. Ở đây có một cái bệnh viện cũng nổi tiếng lắm mà người Campuchia họ thường hay qua đây khám bệnh nè bà con. Đó là bệnh viện Vạn Hạnh. Đây, bệnh viện Vạn Hạnh. Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh này nổi tiếng lắm nha bà con. Người Campuchia họ qua đây họ khám nhiều lắm. Campuchia, những người dân Campuchia họ chuộng hai cái bệnh viện ở bên Việt Nam mình á. Thứ nhất đó là bệnh viện Đại học Y Dược nha bà con. Và bệnh viện thứ hai đó là bệnh viện Vạn Hạnh này nè. Hai bệnh viện này người Campuchia họ qua khám nhiều lắm. Sáng mà giờ bà con biết mà Campuchia mình với Việt Nam mình đâu có cần vi xin visa ở đâu. Cứ cầm passport là đi thôi. Cấp visa ngay tại cửa khẩu luôn. Rồi họ cứ cầm bách bo đi tới là đóng mọc, đi về là xuất thôi. Cho nên là sáng ấy, họ bên bển rồi đi xe qua đây họ khám bệnh xong có chiều họ đi về. Mà từ Việt Nam mình qua bên Campuchia cỡ khoảng bằng từ đây mình đi ra tới Nha Trang khoảng mấy trăm cây rồi bà con, khoảng 200 cây khoảng tới Phan Thiết à. Nó cũng không có xa nha. Từ thủ đô Nam Bình đó mà tới mình nó cũng không có xa. Thì giống như với tỉnh lên đây khám bệnh thôi. Ở kia là Vạn Hạnh Mall. Cái Vạn Hạnh Mall này bà con cô bác kêu là Vạn Hạnh Mall thì người ta biết nha, chứ còn kêu mo mo là không ai biết mo là cái gì đâu nha bà con. Đó, dân Việt kiều sống quen ở nước ngoài về Việt Nam á, nhiều khi nói với người Việt Nam mình không hiểu. Vậy á, chứ mà Việt Nam mình nói vậy chứ người ở nước ngoài á, người Việt kiều nước ngoài cái chê Việt Nam nói sai. Khách sạn Thái Sơn. Ở đây là cái trại chúng ta đang đi là trại quân cụ nè. Hồi xưa trại này tên là trại Nguyễn Trung Trực. Trại này là trại Nguyễn Trung Trực. Bên kia đó là nhà thương Nhi Đồng. Rồi giờ ba phải còn quẹo phải. Cầu vượt nè, cầu vượt bán 2. Bên tay trái này xưa là tiểu đoàn 5 quân cảnh á, trực thuộc biệt khu thủ đô đó. Đây là tiểu đoàn 5 quân cảnh. Đây là tiểu đoàn 5 quân cảnh này là lực lượng tổng trừ bị nha bà con. Còn tiểu đoàn 6 quân cảnh mới là trực thuộc biệt khu thủ đô. Bên tay phải này xưa là chợ cá nè, chợ cá Trần Quốc Toản. trước mặt bà con bác hồi xưa đây là cũng là cái trại nè, trại này là của trại Trần Văn Thành hay cái gì đó, của công binh chiến đấu. Chúng ta đang đi trên con đường này là đường 3/2, hồi xưa là đường Trần Quốc Toản. Rồi kế bên Trần Văn Thành, chạy kế bên cái trại công binh chiến đấu này nè, thì tới đây là trại Đống Đa. À, bên tay phải luôn, trại Đống Đa này là của quân vận nha bà con. Đó, trại Đống Đa kéo tới đây là hết nè. Rồi tiếp theo nữa cái chạy đây nữa nè bà con. Chạy này thì ta gọi là chạy Triệu Đà. Đó, bà con bác thấy trên đường Trần Quốc Toản này hồi xưa chạy lính không à. Từ cái chỗ công trường dân chủ mà kéo dài tới đây chạy lính không. Cái cổng của trại Triệu Đà xưa ở đây, đối diện qua là đường Triệu Đà, bây giờ là đường Ngô Quyền. Bên đây là chợ Nguyễn Duy Phương nè. Bên tay phải Ba Mai Cồ đây là cư xá Trần Quốc Toản nè bà con. Quẹo phải vô đây cái hẻm này nè. Ở đây người ta gọi là cư xá Trần Quốc Toản. Hồi xưa nhà của diễn viên Khả Năng á, là ở trong đó. À, con đường bên kia là đường Nguyễn Kim. Ở đây là ngã ba Nguyễn Kim. Bên phải Ba Mai Cồ đây hồi xưa là trại A Mác. Bà con cô bác còn nhớ trại A Mác này là có lực lượng nào đóng quân ở đây không bà con? Rồi ở đây là đường Lý Thường Kiệt nè. Đường Lý Thường Kiệt này hồi xưa là đường Nguyễn Văn Thoại. Bên kia xéo ấp bên tay phải là trường Đô Phú Thọ. Đây là ngã tư Nguyễn Văn Thoại. Trời ơi, có chạy ghê không? Đường phố Sài Gòn đi xe gắn máy chạy thấy ghê lắm rồi con. Chạy mà nó có lủi vô người mình nữa. Bà con có bác về Việt Nam này dám chạy xe không? Chắc không quá. Ba Mai Cồ ở Sài Gòn mà ngày nào cũng chạy vậy đó bà con quá thấy không? Mà Ba Mai Cồ giờ Ba Mai Cồ còn sợ nữa. Nó chạy mà nó cứ lủi vô người mình nữa. Tới đây là đường gì đây? Đường Lê Đại Hành. Quá trời xe đông ghê. Quẹo phải là mình đi Trường Đua nè, đi về cư xá Lữ Gia nè, hay là chợ Phú Thọ Lò Gia nè. Còn quẹo trái này là mình đi về chợ Thiết nè. Đây để Ba Mai Cồ chở bà con bác đi dạo vòng chợ Thiết rồi mình ngưng ha. Nên anh Ba Mai Cồ nói ở Việt Nam này chạy xe là phải có kèn nha bà con. Có kèn nhiều khi còn không ăn thua nữa đó, mà không có kèn là sao dám chạy. Hồi xưa ở đây là có tiệm hủ tiếu Kim Tháp nè bà con. Đó. Đường này đường phố Cơ Điều. đây là một cái khu tiệm vàng nè bà con. Có những cái tiệm vàng Ba Mai Cồ thấy đóng cửa nè, Kim Khánh Giang nè. Vàng vắng quá ha. Kim Sen 10. Thấy tiệm vàng mở ra nhưng mà hơi vắng.